Bài 3 thì cô viết vào một số thủ thuật trong PowerPoint. Thì cô viết vào. Cái thủ thuật thứ nhất đó là cách cắt ảnh tùy chọn. Đó. Đây là thủ thuật rất là hay này. Các thầy cô cho hỏi là bao nhiêu thầy cô thấy là khi mà mình dạy học á, mình phải chèn ảnh vào PowerPoint và cái hình ảnh nó sẽ như thế này. Ở đây hình ảnh nó sẽ đây. Ví dụ như là thầy cô có một cái bức ảnh như này. À, bây giờ thầy cô muốn chèn một cái ảnh ở đây. Thứ ba thầy cô là thấy là khi mình chèn một cái ảnh vào và mình gặp cái vấn đề như này. Thế là cái ảnh này thì nó lại một cái khổ khác, trong khi khổ PowerPoint của nó lại một khổ màn hình, nó lại một khổ khác. Thầy cô comment thì thầy số 4 đi. Rồi. Và để xử lý cái việc này thì thầy cô đã từng phải làm như này. Thầy cô thấy là cái chơi này nó đang ấy, mình kéo cái em thì kéo cái này thì và nó phóng lên nó kín đây. Đó, cho thầy hỏi ba thầy cô đã từng xử lý vấn đề giống như thế này. Coi như là số 5 đi. Đó. Và đó là một cách làm. Nhưng kể từ ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái công cụ rất tuyệt vời trong PowerPoint. Đó. Người ta gọi là crop nha. Đây. Thứ nhất là thầy cô sẽ làm như sau. Mình sẽ chọn ảnh. Bước 1 là copy ảnh và dán vào PowerPoint. Đó, bước 1 nha. Bước 2, thầy cô sẽ chọn ảnh. Bước 2 là chọn ảnh. Sau đó thì thầy cô sẽ kích vào format đây. Thầy cô chọn ảnh, sau đó kích vào format. Thầy cô sẽ chọn vào cái chỗ crop này. Nhưng mà thầy cô sẽ chỉ cái mũi tên này xuống. Chọn vào chỗ aspect ratio. Sau đó thầy cô chọn xuống đến 16:9 là nó cắt theo khổ 16:9. Đấy, thì thầy cô kéo vừa này, khổ 16:9 thầy cô bấm ra ngoài và thầy cô kéo đây, đặt lên phía trên góc này, thầy cô kéo rộng ra, full vừa đẹp, ảnh nguyên, nó không bị méo, không bị cong, không bị lùn. Yes. Ok, thầy cô đã thấy dễ chưa? Đó, thầy cô đã hiểu cái phần này, thầy cô comment thành số 6 đây. Hiểu cách làm xong lát nữa mình sẽ viết sau. Đó, như vậy là mình từ nay mình xử lý nó rất là đơn giản đấy nha. Thầy cô chọn ảnh này, bước 2 chọn ảnh và vào crop. Và crop vào aspect ratio, chọn khổ 16:9. Bước 2 chọn ảnh, sau đây cô sẽ vào format. Cô thấy cái chỉnh format quan trọng không? Sau đó thì vào crop, sau đó vào chỗ format này,
xong có crop, phải có ảnh cơ. Đây crop này, sau đó sẽ có aspect ratio, mình chọn khoảng 16:9 crop, sau đó thì aspect ratio, xong chọn khổ 16:9. 16:9 là cái khổ màn hình full, như hiện nay là mình full HD là khổ 16:9. Tiếp theo bước 3. Bước 3 sẽ cắt ảnh. Sau đó đưa lên góc của màn hình hiển thị và kéo đều, kéo toàn màn hình nha. Ok, được chưa? Thầy cô viết phần này vào đây, cách cắt ảnh tùy chọn nha. Thì thầy cô sẽ copy ảnh này, dán vào PowerPoint. Sau bước 2 thì cô sẽ chọn ảnh format, chọn crop, chọn aspect ratio, chọn 16:9, và bước 3 là cắt ảnh, sau đó đưa lên góc của màn hình hiển thị và kéo toàn màn hình nhé. Thì anh sẽ gửi cho thầy cô một cái ảnh để thầy cô thực hành. Tại vì anh lấy một cái ảnh này. Đó, thầy cô cóp tạm, thầy cô đưa về, thầy cô cắt đi. Thầy cô thực hành nha. Thầy cô thao tác một hai lần cho quen nhé.
Thầy cô làm được, thầy cô comment cho thầy thành số 5 đi. À, có thấy cô đã rõ phần này rồi đúng không ạ? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là thầy cô sẽ đến phần thứ hai, phần A nhỏ. Cách tạo ảnh bìa, ảnh thông báo trên PowerPoint, bằng PowerPoint. Đó. Thì ở đây các thầy hỏi là ban thầy cô phải làm thông báo cho học sinh hoặc cho phụ huynh, comment như thành số 8 đi. Okay. Thế thầy cô cho thầy hành hỏi là khi thầy cô làm thông báo thì cô thường làm thế nào? Ta chia sẻ một vài cách ở cái cách thầy cô đã làm. Xin mời cô, xin mời thầy Tài đi. Thầy Tài đẹp trai. Khi thầy Tài làm thông báo cho phụ huynh học sinh, thầy Tài thường làm thế nào? Thế khi mà em thường làm thông báo cho phụ huynh ấy thì em lấy một cái app fix ở trên trên và trong Google ấy, em lấy một cái app fix, sau đó là em thay cái nội dung thông báo của lớp ở trên textbook ấy ạ. Trên gì ạ? Ở trên cái phần textbook ấy ạ, em đánh cái phần nội dung đó dựa trên cái phần app fix, cái app fix có sẵn ấy, sau đó em tạo cái thông báo theo cái ý muốn của mình, của lớp mình ấy ạ. Và thầy thấy cái đấy nó có đẹp, có tiện không? Đấy, cách đấy thì nó cũng được nhưng mà đôi lúc thì nó cũng không được tiện cho lắm, vì là cái phông chữ mấy cái cỡ chữ mình cứ phải chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần nhá, À rồi, nó hơi bất tiện ạ. ok. Vâng. Rồi. Nào. Cảm ơn thầy Tài. Xin mời thầy cô khác. Xin mời cô Hiệp đi. Mời cô Hiệp ạ. Khi thì cô phải gửi thông báo thì cô thường làm thế nào? Em thấy em cũng giống như người ta, em thường tạo Facebook thôi ạ. Tạo cái gì ạ? Tạo Facebook như cái slide bình thường thôi ạ, sau đó em gửi lên nhóm lớp ạ. Và rồi. Có thầy cô nào làm khác cách khác nữa không? Cô Ngân thì sao? Em chào thầy ạ. Hôm qua em làm cái thông báo thông tin của học sinh á, thì em cũng lên trên Google em tải cái ảnh nền về, xong rồi em cũng vào Facebook, xong em đánh chữ và em đánh cái hình gì đó, cái em đánh chữ, em chèn chữ vào đó và em gửi cho phụ huynh, em kèm em gửi phụ huynh. Dạ vâng ạ. Xin mời cô Nhung ạ. Dạ. Trước thì em làm thủ công, tức là em cũng làm PowerPoint giống như các thầy cô. Thế sau đó thì em chụp hình ảnh lại rồi em gửi đi. Thế còn bây giờ thì em biết thêm một cái công nghệ nghệ đó là Canva. Thế em vào trong đó thì em làm, em đánh hình ảnh, em vào em chọn cái phông nền, xong rồi chọn những cái đối tượng mà mình cần 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 đưa vào, hoặc là mình có thể là chọn mẫu, chọn sẵn cái mẫu ở đấy sẵn rồi và em tạo thông báo thôi ạ. Rồi, rồi, tuyệt vời, ok. Còn em Vâng, cảm ơn cô Nhung. Thì Canva thì dạ. cũng là một công cụ tốt, nhưng mà Canva thì
Nói chung là nó cũng phải làm nhiều mới quen được, chứ mới làm là cũng khoai. Đó. Thế thì đây, thầy cô nhìn này. Nào cho thầy Thành hỏi ba, thầy cô thấy là những cái thông báo của thầy Thành nội dung rất đầy đủ, rất chi tiết, rất rõ ràng. Và phụ huynh hay là giáo viên họ luôn nắm đầy đủ thông tin. Thầy cô comment cho thầy Thành. Số 4 đi. Rồi. Thầy cô có nhìn rõ màn hình không ạ? Thầy cô nhìn rõ, thầy cô viết Em nhìn rõ. rõ ạ. Đúng rõ đúng không ạ? Đây. Có. Đây tất cả thông báo của thầy Thành này. Nó chỉ đơn giản này thôi. Nhưng mà nó lên hình này rất đẹp. Thầy cô thấy vậy không ạ? Đấy, từ lớp chuyên gia này. Đấy. Thầy cô thấy tiện không? Và cái này nó có một cái hay này, nó rất nhanh. Lớp của thầy cô này, nội dung ngày giờ xong. Cái thì cách làm nhé. Đây, bây giờ thầy Thành ví dụ như là cái nội dung này chẳng hạn. Thì cách làm như này này. Thầy Thành muốn chỉ muốn hướng dẫn thầy cô một cái đơn giản thôi. Đầu tiên là thầy cô sẽ tạo một cái ảnh, thiết kế một cái ảnh trên PowerPoint nhé. Đây, đầu tiên là cái thiết kế ảnh này thì thầy cô viết là bước 1. Là thầy cô rồi, không biết chữ thầy cô nữa. Tức là ta mình sẽ tạo cái nội dung theo ý muốn nha. Bước 2, bước 2 ấy, là thầy cô sẽ làm này này. Đó là thầy cô sẽ chọn tất cả các cái đối tượng. Bước 3 này. Bước 3 là thầy cô sẽ bấm chuột phải. Sau đó chọn Save Picture. Save as Picture. Đó. Thì cô sẽ tạo một cái bức ảnh. Tạo bức ảnh thông báo nha. Thì đây. Thì cô viết vào đây. Thầy cô viết xong thì cô comment cho thầy Thành số 5 đi. Ok đây. Bây giờ trở lại này. Thế thầy cô thấy bên này nhé. Thầy cô có mấy chọn tất cả thì thầy cô có mấy cách này. Thầy cô có thể chọn từng đối tượng này. Xong giữ phím Ctrl. Đấy, giữ phím chọn hết hoặc là đơn giản là thầy cô sẽ bấm phím Ctrl A chọn hết được không? Thầy cô bấm chuột phải, thầy cô sẽ save vào Picture E
Thì nó sẽ lưu sẵn cho thầy cô một cái bức ảnh đây. Thầy cô lưu tạm ở desktop rồi nhỉ. Thầy cô chọn đây có hai chế độ, một là PNG hoặc là thầy cô chọn JPEG. Thì hai cái phần này thì cô chọn cái nào cũng được, chứ chọn JPEG chẳng hạn, ví dụ như là ảnh thông báo. Như vậy thì cô đã có một cái bức ảnh ở bên ngoài đây. Và nó tràn như này. Đó, thì cô đã rõ phần này chưa ạ? Thì cô rõ phần này thì cô comment là đã rõ đấy ạ. Đây thì sẽ gửi lại cho thầy cô. Thầy cô tải cái ấy này xuống. Thầy cô sẽ tải lại cái bài thực hành số 1 này. Đây. Thầy cô tải cái bài này. Thầy cô tải cái đó xuống nha. Ok, xong rồi đúng không ạ? Thế tiếp theo này. Phần 3. Đó là cách căn chỉnh đối tượng màn hình ạ. Trong trang. Đấy, cái phần này như này. À đây, xin lỗi chưa. Thầy ơi, không thấy gì cả thầy ơi. Đây, 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 xin chia sẻ lại. Nha, cách căn chỉnh đối tượng trong slide, Thế có nghĩa là như nào? Đó là thầy cô đã biết cách là cách căn chỉnh chỉnh chữ đúng không? Cách căn chỉnh chữ đây thì thầy cô có chỗ ở trong home này, đây là có sang phải trái này, bên phải này, ở giữa này và căn lề hai bên, thầy cô biết cái phần đó đúng không ạ? Nhưng còn cái đối tượng như này nó sẽ sử dụng như nào thì bây giờ thầy cô mở lại cho thầy thành cái buổi một mà thầy thành vừa gửi cho thầy cô cái bài ạ. Thì đây thầy cô nhìn rõ màn hình đúng không ạ? Đây này, bây giờ ví dụ như mà đây thầy thành đang để này, nó đang có ý để như này. Thì ví dụ như mình thấy là khi mình làm các cái mỗi cái này một cái chữ này nó là một đối tượng thầy cô nhé. Thầy cô đã rõ về đối tượng rồi đúng không ạ? Thì với một cái chữ này đều là một đối tượng thì nhiệm vụ chúng ta này, ta thấy là làm nào để cho cái này nó ở giữa hết. Thì có một cách là thầy cô sẽ phải chỉnh bằng tay. Thì đấy là một cách. Thêm một cách khác là thầy cô sẽ chọn những cái đối tượng mà thầy cô định chỉnh vào giữa này. Thầy cô vào format. Bước 1 là thầy cô sẽ chọn các cái đối tượng. Bước 2 thì cô sẽ vào format này. Sau đó bước 3 thì cô sẽ chọn cái chữ align này. Thì thầy cô chọn align center thì lập tức nó vào giữa. Ví dụ như là giả sử nó có chạy lệch sang đây. Ví dụ như thế, cái này nó có lệch như này. Đây nó có lệch. Ví dụ này đúng không? Thì mình muốn chỉnh vào giữa, mình chỉ việc đơn giản là mình chọn giữ phím shift, giữ phím control để chọn nhé. Sau thì cô vào format,
chọn online. Thầy cô viết kích vào online center chạy giữa cân đối cho thầy cô. Yes, thầy cô rõ chỗ này chưa ạ? Thầy cô rõ chỗ này chưa ạ? Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi ạ. Rồi thầy cô chỉnh cái ảnh mà thầy Thành gửi đi, sau đó thầy cô tập cho nó căn vào giữa đi. Phần đấy xong chưa thầy cô? Xong rồi đúng không ạ? Bây giờ thầy Thành sẽ hướng dẫn thầy cô phần tiếp theo. À đây, cái này viết viết cho thầy cô ghi vào, không là thầy cô lại quên mất. Viết lại này. Chọn đối tượng. Thường nó lại là text, các cái text box. Màn hình chưa thấy gì thầy ơi. Thầy chia sẻ rồi đấy, thầy chia sẻ lại. Mạng hôm nay nó yếu quá, nó chạy chậm. Text box này. Được chưa? Chọn đối tượng, chọn cái text box này nhé. Sau đó thì thầy cô sẽ làm gì? Thầy cô sẽ chọn format. Sau thầy cô chọn vào chữ online. Sau chọn online center. Sẽ chọn online center. Đó, thì nó ra giữa này, nó có nhiều chỗ. Hoặc thầy cô muốn thu lên đỉnh hay là sang phải, hoặc là tất cả dồn sang sang trái thì đây là đều có nhé. Và thầy cô chỉ làm một thao tác thôi. Và cái này nó sẽ ứng dụng trong trường hợp nào thì nó sẽ là như này. Ứng dụng như trường hợp này, ví dụ như là thầy cô đây. Ứng dụng nha, đây thầy cô sẽ ứng dụng trường hợp này này. Thì khi thầy cô vẽ các cái hình, giả sử như thầy cô vẽ các cái trang trí các cái hình insert này, đây đó, thầy cô có các cái hình như vậy. Cho nên nó một màu khác đi. Này cho màu khác đi. Màu này chẳng hạn. Thế bây giờ thầy cô có cái các cái hình như này. Và bây giờ thầy cô muốn nó sắp xếp nó bằng nhau. Đúng không? Ví dụ như nó sắp xếp bằng nhau ở phía trên này, trên đỉnh. Thì thầy cô sẽ phải là kéo này đúng không? Kéo, thì đấy là một cách. Thế có một cách nhanh, thầy cô đơn giản là thầy cô chọn năm cái này. Thầy cô vào format, xong rồi thầy cô chọn align. Thì cái này thầy cô align top thì bằng nhau. Đó. Hoặc thầy cô chọn align button. Đây align button. Đó, bằng nhau. Đấy, hoặc là thầy cô muốn cho nó hết dồn hết về một bên, về align right thì nó gọn một bên này.
hoặc là align left thì nó sang bên này. Đó. Cho thầy hỏi thì cô đã hiểu ý tưởng của này chưa? Thì cô rõ thì cô comment đã rõ đấy. Cái gì thì cô có thể vẽ những cái hình này, một số cái hình này. Nói chung là các đối tượng nhé. Xong rồi thì cô cho nó lộn xộn, nó cao lúc thấp. Đó. Thì cô làm đi. Thế nó ứng dụng một vài nữa. Rồi. Xong sẽ hướng dẫn thêm. Ví dụ như là khi thầy cô vẽ các cái hình như này, thầy cô vẽ một cái hình bài đếm hình vuông đi. Ví dụ như thầy cô vẽ một cái hình vuông cho nó một đi, thầy cô nhân nó ra, nhân nó ra, nhân nó ra, nhân ra, ví dụ như này cả. Đây cho nó màu khác đi. Đây cho nó một cái màu xanh đi. Ví dụ thế. Thế bây giờ như mình muốn xếp nó lên phía trên thì đơn giản chúng ta làm nào. Thầy cô chọn hết, sau đó thầy cô chọn online top. Đó. Thầy cô nhìn thấy chưa? Thầy cô đã nhìn thấy nó tiện lợi không ạ? Đấy, nó bằng nhau hết rồi. Xong bấm Ctrl D ra, thế là thầy cô được cái hình số 2. Bấm tiếp này. Cho thầy hỏi thầy cô đã rõ ý tưởng của này chưa? Đã rõ thầy cô comment số 3 đấy. Như rồi. Vậy cái đấy nó sẽ ứng dụng như thế, đặc biệt là khi thầy cô vẽ hình. Thầy cô muốn dồn nó lên trên đỉnh hoặc là xuống dưới, dưới phía đáy hoặc là sang trái hoặc sang phải thì cách làm như vậy. Bây giờ thầy cô sẽ thao tác đi. Thầy cô tập thao tác với cái việc là sắp xếp ạ. Rồi, làm xong thì cô comment thì dành số 3 đi ạ. Tiếp theo đó là cách tạo ảnh bìa trên kênh YouTube bằng PowerPoint. Cho thầy Thành hỏi ba thầy cô đã được biết cách tạo ảnh bìa trên kênh YouTube, thầy cô comment thì thành số 50. Thầy cô mà chưa làm
Chưa biết cách thì cô comment thành số 51. Thầy ở đây phần lớn là thầy cô đã hôm trước là đã được học cái cách làm kênh YouTube đúng không ạ? Sau đó thì cũng chưa học được cách tạo ảnh bìa, thì hôm nay sẽ hướng dẫn thầy cô cách tạo cái ảnh bìa. Ok, rồi. Thì bây giờ cách làm như sau này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thầy cô sẽ nhìn cái này trước. Thầy cô có nhìn thấy cái kênh YouTube của thầy Thành không ạ? Và đây tất cả những cái ảnh bìa này, thầy cô nhìn nó thấy nó rõ ràng. Đấy, từ lúc mà dạy dự án 1.000 chuyên gia toán tiểu học Thành Đạt đấy. Thì tất cả cái ảnh bìa này thì đều làm bằng PowerPoint. Thì về mặt ý tưởng ấy, về mặt ý tưởng, hướng dẫn về ý tưởng trước này, đó là thầy cô sẽ làm cách làm giống hệt như cách lưu ảnh, được chưa thầy cô? Nói về mặt ý tưởng trước nhé, đó là thầy cô làm giống hệt như cách lưu ảnh mà lúc nãy thầy Thành đã làm. Nào, bây giờ mình sẽ lấy ví dụ, lấy một cái ảnh này. Mở hình ảnh. Đây. Cái này không lấy được ảnh thì anh sẽ làm cái này. Rồi, chờ chút. Anh nha. Thầy cô nhìn này. Ví dụ đây. Đây, ví dụ đây đi. Đấy, cắt này. Đó, thầy cô đã nhìn thấy ảnh này chưa? Thầy cô nhìn rõ không ạ? Thầy cô nhìn rõ, thầy cô comment là rõ. Đó. Cô Nhung và các thầy cô đã thấy cái tác dụng của cái việc là chụp ảnh một phần màn hình nhanh khi dạy học chưa? Cô Nhung đã thấy thầy vừa làm chưa ạ? Dạ vâng ạ, có cô, em vừa cô nhìn thấy thấy điện không ạ? Vâng ạ. Bởi vì khi mà thầy cô dùng chức năng là zoom IT nhé, thì phải phóng to lên đúng không? Phóng to lên, nếu mà dùng snipping tool mở ra cái bấm cái nút kia thì nó lại mất. Và cái chức năng này nó cho phép mình là chụp những cái phần hiển thị trên màn hình một phần, hoặc là chụp toàn màn hình đều được. Đấy, tiện, thầy cô thấy tiện không ạ? Tiện nha. Thầy cô còn nhớ cái cách chụp phần một phần màn hình trước thì thầy hướng dẫn rồi chứ? Hello, quên rồi thầy ạ. Tối hôm qua thầy có dạy lại quên rồi ạ. À, thế thì gửi lại cho thầy cô một cái bức ảnh này. Đúng rồi đấy, thực ra thì nhiều khi mà không làm là nó quên béng như ngay. Đây là trong fanpage của thầy Thành có để này. Đấy, hôm qua thầy rõ thì hướng dẫn chúng em làm được rồi, nhưng mà bây giờ hỏi em lại như mới thì ạ. Thôi được, không sao. Cái não bộ của con người nó có một cái rất tuyệt vời là nó có thể nhớ và nó cũng có thể quên. Nhưng quên xong rồi để nó lại nhớ.
chỗ nào nhỉ? Đây, hai. Thế cô nhìn thấy không? Chính là cái phím này. Phím này thôi. Thì bấm tổ hợp phím này ấy, là để chụp ảnh nhanh. Đây. Bấm cái tổ hợp phím này, phím Windows này, Shift cộng F. Thì sau đó thì cô sẽ chụp được một phần của màn hình. Và bấm công chuông V dán vào trong nhóm Zalo của lớp. Thầy cô làm thử đi. Thầy cô để chụp luôn cái màn hình PowerPoint được, màn hình dạy này. Bấm cửa sổ màn hình này, Shift à, cái Windows này, Shift S, sau đó thì nó sẽ xuất hiện cái dấu cộng mảnh. Thầy cô giữ kéo tùy theo vùng thầy cô muốn cắt, xong dán trở lại lên trên nhóm Zalo của nhóm PowerPoint của lớp. Thầy cô làm đi. Xem thầy cô nào đã làm xong. Thầy cô cắt một phần thôi, đừng lấy hết nha. Thầy cô tập cắt một phần thôi, đừng lấy hết. Thì mình mới nó mới tác dụng hay. Gan chun shift S xong rồi kéo dấu cộng cắt cái phần mình cần cắt. Đúng rồi, đúng sau đó thì bấm công chun V thôi là xong. Cái này là cách nhanh nhất. Nó có mấy cách nữa, nhưng đây là cách nhanh nhất. Tiện nhất, nó không ảnh hưởng gì đến, tóm lại nó đăng cái vùng màn hình có gì đều làm cái đấy. Nếu mỗi thầy cô ấy làm một thao tác này, xong nó dán lên. Đó, đúng rồi, ấy hay quá này. Cô Nhung này, đấy. Cô Tuyến này, đấy, tuyệt không? Cô Nhung có thể cắt một phần, một nửa đi. Thầy cô thao tác đi, không là nó quên đấy. Thành chia sẻ cái này ở trong cái group giáo viên tiểu học, nó hàng mấy trăm lượt chia sẻ, quá hay, quá hữu ích. Hình như nó 300-400 lượt chia sẻ gì đó đấy, phải cắt tùy chọn muốn cắt cái gì được đấy. Đấy, cô Tuyến Nguyễn cắt được chế độ HD luôn, cô cắt siêu đấy nhỉ, cắt vừa ảnh đúng mặt bằng màn hình điện thoại luôn, hay thật. Ok. Rồi. Thì cô nhìn lên đây. Đây, về mặt ý tưởng trước nha. Thì về mặt ý tưởng thầy cô sẽ làm thế nào? Thầy cô sẽ chụp cho mình một cái ảnh của cá nhân thầy cô nhé, chụp như thế nào cũng được. Thầy cô có thể chụp mà giống như thầy Thành khoanh tay, hoặc là thầy cô chụp giơ tay như nào đấy, thầy cô chụp một cái ảnh được chưa nào. Thầy cô đã rõ phần này, việc thầy Thành hướng dẫn từng bước này. Bước một là mình sẽ cần một cái ảnh cá nhân, chụp gần thôi, chụp nửa người thôi. Thầy cô ghi số 1 vào, xong lát nữa thầy Thành sẽ viết rồi nha. Bước 2, thầy cô sẽ tách nền để lấy cái ảnh đó. Tách nền, lấy cái ảnh đó. Bước 3, thầy cô sẽ đưa vào trong PowerPoint, viết chữ, chọn một cái nền, hình nền bất kỳ. Sau đó gõ text vào, lưu thành ảnh, thế là xong. Thầy cô thấy nhanh không? Và điều quan trọng là thầy cô dùng của nó, thầy cô làm một lần thì cô dùng mãi. Đây, những cái ảnh này thì cứ làm một lần này, chỉ thay mỗi văn bản này, lần sau chỉ gõ lại cái văn bản này. Đây 3, đây 4, đây 1, đây 2, đây 3, đó. Cho thầy hỏi, thầy cô đã rõ cái cách, cái ý tưởng để mà mình làm cái ảnh bìa kênh YouTube chưa ạ? Thầy cô đã rõ, thầy cô comment là đã rõ. Thì từng bước một nha. Bước 1.
là tạo và chụp và một cái bức ảnh của thầy cô nhé. Cái bức ảnh này này là chụp nửa trên người, nửa người, tôi chụp nửa người này, chỉ chụp nửa người thôi, nó phải gần, nó phải rõ, đừng có chụp xa nhé. Thì Thành thấy có cô nào nhỉ, có cô nào hôm làm cái ảnh hơi nhỏ, không nhớ cô nào đâu, nhưng làm cái ảnh bé quá, thì mình phải chụp nửa người rõ này. Bước 2. Thầy ơi, dạ, khi mình trình chiếu bao PowerPoint mình dùng cái nút là F5, màn hình tiếp với S đâu có chụp được đúng không thầy? À, chụp được hết cô. Thầy... Vậy là cái máy của em bị sao rồi nó cứ nhảy cà đơ nó ra nãy giờ em... Của cô là Win mấy ạ? À? Win 7 đúng không? Dạ, em hình như giống mấy thầy á. Cơ cũng Win 10 chị. Dạ, vâng. Vâng. Của em vừa nãy cũng ấn nó cũng không ra thầy ạ. Lại nha. Cái phím mà đây, nhìn lại này. Đây, cô nhìn rõ cái phím này đúng không? Phím này là Windows Shift S xong chưa ạ? Đây, Windows Shift S thì nó ra màn hình tối lại lại này. Và cái nút dấu cộng này cô nhìn thấy không? Nó của em nó có xuất hiện ở trên cái thanh trên của máy tính nhưng rồi nó lại biến mất đi chứ nó không đứng lại để mình chụp hình được thầy ơi. Nó cứ chui đầu ra cái nó thụt đầu vô lại. Nào bây giờ cô có nhìn thấy màn hình máy tính của thầy thầy không? Em thấy rồi thầy. Nó bị tối lại đúng không? Em vẫn, em biết cái đó nhưng mà trên máy em nó không làm được không như sao, thế. Từ 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 từ, mình đi. Thì cô sẽ cắt này. Có mấy thầy cô là không ra được ạ? À? Ngoài cô Nguyên còn cô nào nữa? Em vẫn ra được làm được thầy ạ. À? Từ từ. Em cũng không ra thầy. Em. Từ từ, bình tĩnh nào. Những thầy cô nào làm được thì comment cho thầy Thành chữ D là làm được. Cái máy thì cô làm được nha, còn những thầy cô nào mà không làm được thì cô Lan làm được này, xem như ai làm được này. Cô Nhung làm được, thầy Hào làm được không? À thầy Tài làm được không? Mấy em cũng như mấy cô Nguyên thầy ạ, cũng không ra. À. Nó cũng bị mất cái nút dấu cộng ấy ạ. Không sao, sẽ có bài khác cho thầy cô. Và có nhiều bài không? Cô Tuyến làm được này. Đây lại có một cái võ nữa cho thầy cô, mình có nhiều võ lắm. Nào, bây giờ thầy cô sẽ làm thêm một cái nữa. Những thầy cô đã làm được đấy rồi thôi nhá. Thầy cô khác thì làm cách này. À thôi thì cho mình đang làm dở chỗ này, xong cái này đấy nhá. Xong xong cái này sẽ quay lại xử lệ. Nào chụp ảnh bước này thầy cô nhá. Thứ hai là tách nền, bước hai là tách nền. Tách nền ảnh. Thì tách nền ảnh nhá, thầy cô sẽ dùng cái vào trang web là Remo. Thầy ơi không thấy gì hết. À ừ đây, sorry, quên chưa chia sẻ. Đây, remove.bg. Đó, mình sẽ tách ảnh từ đây. Bước 3. Tách ảnh thì thầy cô chỉ làm một lần đấy nhá. Bước 3 thì cô sẽ đưa copy hay là copy ảnh, copy ảnh vào
trang ảnh, cái ảnh này nó có ảnh bìa được hay ảnh thumbnail được nha, ảnh bìa Facebook, à bìa YouTube. Cho thầy Thành hỏi cả ba bước này về mặt cái cách làm thì cô đã rõ cả chưa? Rồi. Rồi. Thế còn cái chụp ảnh kia lát nữa thầy hướng dẫn sau nhé. Có một cái cách nữa thì sẽ giúp thầy cô sau. Nhưng bây giờ thầy làm này trước. Thì đây, bây giờ thầy Thành có đây nha. Thầy Thành sẽ gửi cho thầy cô một cái ảnh. Hai thầy cô nào đã có ảnh của mình chưa? Đây, thầy sẽ làm cho thầy cô, làm mẫu thầy cô trước này. Thầy cô, thầy Thành có một cái bức ảnh như này. Vậy mình sẽ tách cái nền này ra nhé. Đây cho thầy cô. Vậy thì mình tách nền này này. Cho thầy Thành hỏi ba thầy cô đã biết cách tách nền này. Thầy cô comment số 4 này. Thầy cô mà chưa biết cách tách nền thì cô comment số 5 bằng cái trang remove.bg. Rồi, bây giờ chỉ có cô Phượng, cô Hào. Còn thầy cô lại biết cách tách. Ok, nhanh lắm. Đây, thầy cô nhìn này. Nhìn này, thầy Thành làm nhé. Thầy cô vào cái trang web này. Đây, trang web là rimu.bg. Rimu.bg. Đó. Sau đó thì cô thả cái ảnh đây. Upload ảnh, upload, chọn cái ảnh. Cái này nó đang xong rồi, tạo một cái ảnh rồi. Thầy cô vào trang rimu.bg này, chọn upload ảnh. Upload image. Thầy cô sẽ chọn đến cái nơi mà có ảnh của thầy cô. Đây, bấm phát. Thế nó tự tách xong luôn. Xong, thầy cô tải về. Khi thầy cô chụp ảnh thì cô đứng ở chỗ bức tường là được. Cái tường trắng là được. Thì thầy cô lấy cái ảnh này. Thầy cô copy. Copy vào trong cái trang PowerPoint của thầy cô. Ví dụ như là thầy cô làm cái ảnh một cái ảnh thông báo đây. Cô xóa bớt này đi. Cài lát cho chữ bé lại. Đó. Thầy cô dán cái ảnh vào đây. Thầy cô cho to lên. Nửa người. Đặt lên hả? Đấy, thầy cô viết ở đây là chương trình toán tư duy lớp 3 này. Thầy cô viết là bài toán đếm hình siêu tốc hả? Thầy cô viết là bài toán đếm hình siêu tốc. Tùy cái này thầy cô có thể để chữ bỏ logo đi. À, ta cứ để đó.
thì nó sẽ như này. Toán lớp 3, bài toán đếm hình siêu tốc, muốn cho to lên tí được, cho nó màu sắc khác tùy thầy cô. À, như vậy là mình có ngay cái ảnh bìa. Tất nhiên là thầy Thành lấy tạo cái hình này, còn hình lúc nãy mình quay nghiêng ra thì nhìn nó hướng vào cái phần nội dung bên trong này. Thế thầy cô lưu thì thầy cô cũng biết cách lưu rồi đúng không? Bấm phím Ctrl A để lưu tất, xong bấm này, bấm Save và S Picture, chọn ảnh bìa. Đây là ảnh bìa Facebook làm như là cái YouTube. Bấm lưu lưu vào. Đấy, mình thoát ra ngoài, mở lên. Thầy cô đã nhìn thấy chưa? Cho thầy Thành hỏi, thầy cô đã hiểu cách làm chưa? Thầy cô có thể lấy một cái hình nền khác nhé. Đây mình làm tạm cái hình nền này. Thầy cô rõ chưa? Thầy cô rõ, thầy cô comment là đã rõ. Bây giờ thì Thành sẽ gửi cho thầy cô. Thầy cô có ảnh chưa? Thầy cô có ảnh thì thầy cô sẽ dùng cái ảnh của thầy cô. Còn nếu trong trường hợp mà thầy cô chưa có thì gửi tạm cho thầy cô một cái bức ảnh của thầy Thành. Để thầy cô tự làm, thầy cô tự tách nền. Thế anh gửi tạo một cái ảnh nhé. Thế thì cô tự làm, tự đưa lên. Làm tạo một cái. Thế cô nào chưa có thì sẽ dùng tạo cái ảnh này. Đó. Thế cô tự tạo đấy. Thầy cô làm xong, thầy cô comment cho thầy Thành số 8 nhé. Hướng dẫn thầy cô cái phần số 5 hướng dẫn luôn là
cách chụp ảnh một vùng tùy chọn màn hình máy tính nhé. Thì cách 1, thì cô viết luôn là không lại quên. Thì ta có bấm tổ hợp phím, cách 1 này thì có bước 1 là bấm tổ hợp phím. Hợp phím là Windows. Cộng Shift cộng S gì. Bước 2 là sẽ có sẽ dán vào group Zalo hoặc là cái nơi mà mình định dán, đúng không? Hoặc là cái nơi định dán định gửi ấy. Và sau đó là bấm gửi thôi, bấm Enter để gửi. À đấy, đấy cô Nhung như này là đẹp rồi. Cô Nhung đẩy cái tay nó, cơ người nó xê ra bên ngoài một chút cô Nhung nhé, để nó đỡ bị chạm. Đấy, cách thức là như vậy. Ảnh này cô Nhung để cho nó xê vào bên trong một chút nữa, được rồi. Tiếp này, cách 2 nhé. Cách 2 thì cái hướng dẫn thầy cô này. Cách 2, cái chỗ này cô Thái Nguyên và thầy Hào nhé. Cách 2 này, cách 2 này nếu mà thầy cô dùng Zalo ấy thì thầy cô sẽ làm như sau này. Đầu tiên thầy cô bấm tổ hợp phím Alt từ An ấy, cộng Ctrl cộng SC. A là Ctrl SC. Sau đó cũng chụp một vùng bất kỳ. Đấy, cái này thì phải thêm một bước nữa là bấm phím Ctrl C để copy, xong bấm phím Ctrl V để dán. Nó chụp một vùng bất kỳ. Đó, sau đó thì bấm phím Ctrl cộng V cộng C chứ, để copy. Tiếp tục là bấm phím Ctrl cộng V để dán, hoặc là paste nha. Rồi bấm Enter. À thì thành làm lại thì cô này, phím Alt nhé, Alt là phím này này. Đó chính là phím này thì cô này. Tổ hợp phím Alt là tổ hợp phím này này. Phím Ctrl này. Và phím S này. Đó. Thầy cô làm thử đi. Dạ được rồi thầy ạ. À, lại tiện chưa? Dạ vâng, được rồi ạ. Cô Nguyên làm đi ạ. Cô Hào hay là cô nào ấy chưa làm được thì làm đi ạ. Cô dán luôn vào trong group nhóm PowerPoint của mình được. À đúng rồi, rất nhanh, cô Nhung đã gửi lên rồi. Cô Nhung nhanh tay nhanh mắt nhỉ, tuyệt vời ấy. Cảm ơn cô Nhung, thầy Thành cũng chưa kịp nhớ gửi thì cô đã gửi lên. Đây, gửi lên cho nó. Đó.
À, thầy cô cho thầy hỏi, thầy cô đã rõ những phần này rồi chưa ạ? Những cái nội dung mà thầy Thành vừa hướng dẫn thầy cô, các cái thủ thuật thầy cô rõ cả rồi đúng không ạ? Thầy cô rõ, thầy cô comment là đã rõ. À, của cô Hạnh. Các thầy cô có thấy là khi mà mình làm PowerPoint nó cứ có những cái chữ vùng xanh xanh đỏ đỏ đấy không ạ? Ba thầy cô hay gặp cái vấn đề này như của cô Hạnh này. Thầy cô gặp vấn đề như này thì cô comment số 5 đi. Ok rồi, thế thôi rồi. Chỉ mình cô Hạnh đúng không? Các thầy cô khác có bị cái vấn đề cái vạch vạch đấy không ạ? Màu đỏ, màu xanh đấy. Thầy ấy thỉnh thoảng lại gặp thầy ạ. Vâng, thỉnh thoảng gặp muốn xử lý triệt để thì làm này này. Trong PowerPoint, trong Word giống nhau nhé. Thì trước đã hướng dẫn thầy cô ở trong cái buổi kia rồi. Thì thầy cô sẽ vào cái file này. Và option. Thầy cô chọn cái đây. Profile. Thầy cô bỏ hết những cái check này. Để nó có check này. Có mark thì nó sẽ ra cái đó. Đây. Đại diện nó bị check. Chờ chút. Khi mà thầy cô gặp cái đó thì thầy cô chỉ đơn giản là thầy cô bỏ hết những cái nút check này. Vào chỗ profile này, bỏ hết những nút check này. Nha. Cô bấm ok nó sẽ mất. Đấy, đơn giản như vậy thôi nha. Vào file này. Vào option này. Chọn những cái nút check ở profile này. Bỏ hết nút check đi. Cái chỗ nào có check thì cô bỏ đi. Ok. Tiếp theo. Đây. Đó là thầy cô sẽ là cách vẽ hình và tạo hiệu ứng bài toán điểm hình. Trở lại cái phần điểm hình nhé, các hiệu ứng để thầy cô làm chủ cái phần này, luyện tập thêm một lần nữa. Ở đây hôm nay rất là biểu dương cô Thái Nguyên. Cô Thái Nguyên có nộp bài lúc buổi chiều. Chắc thầy Thành hỏi ba thầy cô đã xem cái bài của cô Thái Nguyên rồi. Thầy cô nào đã xem thì cô comment số 7 đây. Còn thầy cô nào mà chưa kịp xem thì thầy cô comment số 8. Đây này, cô Thái Nguyên đã làm rất là nhanh. Ôi đẹp thế. Thế cô thấy tuyệt không ạ? Đây. Cô Nguyên này giống như đường lên Đà Lạt đấy cô nhỉ?
Ô tô đi. Đẹp quá cô Nguyên ạ. Giống như đường lên Đà Lạt cô Nguyên nhỉ. Hello cô Nguyên. Cô Nguyên làm đẹp quá. Cô Nguyên đâu rồi? Cô Nguyên đâu ạ? Cô Nguyên kêu đang... Cô Nguyên thấy thầy khen này cô ngại rồi. À, không phải đâu cô, chắc cô đang bận này. Chúng ta hãy dành cho cô Nguyên một tràng pháo tay đi ạ. Rồi, tuyệt vời không thầy cô? Đấy, ý tưởng giống hệt như vậy thôi. Thì lúc sáng thì Thành dậy này đúng không thầy cô? Di chuyển. À, gặp nhau. Tất nhiên là nó sẽ chỉnh cho nó đều hơn tí nữa. Đúng không ạ? Là được đúng không? Đấy, ok, còn cô Nguyên còn có vẽ làm cái này. Thế là cô Nguyên lấy hình ảnh ạ thầy. Cô Nguyên chèn nó lên trên một bức tranh ạ thầy. Sao cô? Có nghĩa là cô Nguyên cô chèn lên một bức tranh đúng không ạ? Đúng rồi, lấy một cái ảnh thôi, ảnh 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 nền này. Xong đưa hai cái ô tô vào. Vâng, đẹp quá thầy ạ. Đúng không? Xinh. Đấy, cô này cô còn làm cái đồng hồ này. Đồng hồ thì Thành đồng hồ chạy trả dạy cô còn làm rất là giỏi đúng không ạ? Hay quá thầy ạ, thầy dạy chúng em cái cách làm cái này đi ạ. Rồi được rồi nha. Bây giờ tiếp theo này, tiếp theo sẽ mình sẽ làm từng phần một nhé. Bây giờ mình sẽ làm đến cái bài toán đếm hình nhé thầy cô nhé. Cái bài toán đấy cũng hay đúng không thầy cô? Dạ. Nào bây giờ thầy cô viết cách vẽ hình và tạo hiệu ứng bài toán đếm hình. Thì đầu tiên này, thầy cô đã xong chưa ạ? Thầy cô đã xong chưa ạ? Đây xong rồi nha. Thì đầu tiên là thứ nhất là cái bài toán về chuyển động thầy cô đã hiểu và hiểu cách làm chưa? Thầy lại ôn bài đi thầy ạ. À ôn bài à? Vâng ạ. Ok, rồi ôn bài nha. Thì đây ôn lại tí này. Ờ, lúc chiều làm chỗ đầu nhỉ? Ở bên này. Đây. Đây. Thì có phải là đây, trên một cái đường này. Quãng đường AB nhá. Có một cái xe tải ở A, một xe ô tô ở B. Và nó chuyển động gặp nhau. Đấy. Được chưa? Thì nguyên lý của nó này, nó sẽ là hiệu ứng di chuyển thôi. Đầu tiên thầy cô cho xuất hiện, xong thầy cô cho nó chuyển động cùng chiều với nhau, à cùng với nhau. Đó, thì chỗ này nó thêm một chút nữa cái di chuyển này. Thầy cô làm thêm phần này chút nữa cho nó nâng cao hơn một chút. Effort option. Thì thầy cô thấy không ạ? Ở đây á, là nó có cái chỗ nó di chuyển này nó vẫn hơi cứng một tí. Thầy cô có thể cho nó mềm mại đi. Mềm mại cái đoạn gặp nhau đi. Đó thì nó sẽ như này. Đây này. Đó. Thầy cô thấy lúc cuối nó chuyển động nó lại gần nhau nó lại chậm được chưa? Thầy cô thấy hay không ạ? Thầy ôn lại nhá. Thầy cô đơn giản là thầy cô đầu tiên là cho để phân tích này. Đầu tiên là nó có một hiệu ứng xuất hiện. Đây, display này. Nó có một hiệu ứng xuất hiện. Xuất hiện xong đó hiệu ứng di chuyển gặp nhau một điểm thế thôi
Nào thầy cô đã rõ chỗ này chưa ạ? Hello. Rõ rồi ạ. Đây này, chú thích thêm cho thầy cô cái lúc mà thầy cô làm hiệu ứng di chuyển ấy, thì thầy cô vẫn chọn vào effect option nhé. Nó có cái chỗ smooth này, nó có smooth end ấy, là đến kết thúc là nó chuyển smooth là mềm mại thầy cô nhé. Bật nút ra rồi. Đó thì nó sẽ di chuyển mềm mại lại. Được chưa ạ? Thầy cô đã rõ phần này chưa ạ? Rõ rồi nhé. Thế tiếp theo chúng ta sẽ làm sang cái bài là cách vẽ hình nhé, trong bài toán đếm hình này. Đây, phải viết ra một chút. Thì về mặt tư duy thì cô sẽ làm như sau này. Luôn luôn này, thứ tự nhé, là thầy có là bước 1. Bước 1 là thầy cô phải vẽ các hình nhé. Bước 2 thầy cô sẽ tạo các cái hiệu ứng nhấn mạnh hoặc vẽ một hình khác đè lên để đếm đúng không? Người khác chèn lên vậy này, chèn lên trên. Đấy, bước 3 thì cô làm tương tự. Bước 3 thì cô sẽ làm tương tự bước 2. Được chưa thầy cô? Thì thầy Thành sẽ làm một cái bài như sau, bài toán đếm hình này. Thầy cô chọn shape này. Vẽ một cái hình đầu tiên thật chuẩn đấy nhé. Cho nó là bằng 1 đi. Mình để cái màu nền nó nhạt vừa phải thôi. Nhầm đây. Nào, thầy cô cho thầy Thành hỏi, thầy cô đã nhìn rõ chưa ạ? Thầy cô nhìn rõ chưa ạ? Bây giờ mình sẽ đếm bài này, đếm số hình vuông nhé. Bài toán đếm số hình vuông. Ta nhân cái này ra, bấm phím Ctrl D. Có 3 cái hình như này. Thì thầy cô sẽ cho lại chọn cả 3 cái. 1, 2, 3 này. Thầy cô vào format và align sắp xếp cho tốt cho nó đều nhau đi. Nào thầy cô vẽ được 3 hình này được chưa ạ? Cho thầy Thành hỏi, thầy cô đã hiểu cái vẽ 3 hình này đúng không ạ? Không ạ. Thầy Thành cứ làm xong lát thì cô làm sau nhé. Vẽ xong ấy thì nguyên lý này, thầy cô chọn tất nó sao, thầy cô chỉ việc nhân đôi ra, Ctrl D thầy cô nhân. Mình làm thêm một lớp nữa. Được chưa? Thì cô đã nhìn rõ cả 6 cả 9 cái hình này chưa? Bây giờ mình sẽ đếm cái hình này nhé. Thì có phải nguyên tắc đầu tiên là xuất hiện, tất cả nó đã xuất hiện sẵn rồi đúng không thầy cô? Đây đầu tiên nó xuất hiện như này, bây giờ phải đếm này. Thì thầy cô sẽ làm cho từng cái hình này nó xuất hiện một lần, nó nhấn mạnh lên
nhấn mạnh thì là thầy cô kích vào đây này, thầy cô chọn animation, chọn hiệu ứng nhấn mạnh. Hiệu ứng này trong này nó có rất là nhiều cái hiệu ứng nhấn mạnh, thầy cô xem nó là hiệu ứng nào. Đó, đây hiệu ứng màu này thì nó highlight cái lên. Đó, như này là highlight một lần này đúng không ạ? Thì cô sẽ có này. Một. Như vậy tương tự thì cô sẽ cho nó nhấn mạnh tất cả luôn. Thầy cô sẽ chọn tất để thầy cô cho nó nhấn mạnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cái này. Thầy cô cho nhấn mạnh tất ở đây là thầy cô vào trong mo này. Hôm nãy mình sẽ chọn cái này đúng không? À, nó sẽ nhấn mạnh. Nhưng thầy cô làm này thì thầy cô thấy có một vấn đề là nó sẽ cùng nhau. Thì lúc này mình sẽ lúc sáng mình đã hướng dẫn thầy Thành đã hướng dẫn thầy cô rồi. Chúng ta sẽ cho cái này nó từng hiệu ứng một click hay là cùng nhau thì thầy cô bấm chuột phải vào. Thầy cô viết là click đây, start on click. Đây bây giờ nó sẽ như này. Đầu tiên nó có 9 hình này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Được chưa thầy cô? Cho thầy Thành hỏi thầy cô thấy thế đã được chưa? Thế bây giờ đến đây rồi. Thầy cô muốn mỗi một lần nó sáng thế thì thầy cô cho nó xuất hiện một số ở đây. Thì thầy cô sẽ cho số nó vào. Mình sẽ chèn số vào. Insert text box. Đây là số 1. Cho cái màu này nó là màu khác đi. À ví dụ như nó là màu đen này chẳng hạn. Số to lên đi. Đấy, số 1 nó sẽ xuất hiện nha. Đây, số 1 nó sẽ xuất hiện ngay sau khi hiệu ứng 1. Thì thầy cô lại phải chọn vào cái số 1 lúc nãy mà thầy cô vừa. Thôi, cho mình đếm miệng đi. Ok. Thế cho nó dễ dàng thầy cô nhé. Nào cho thầy Thành hỏi là thầy cô đã hiểu cái cách làm hiệu ứng nhấn mạnh của 9 cái hình này chưa? Thầy cô hiểu chưa? Rồi cô hiểu rồi nhé. Thế bây giờ thầy cô lại đếm bây giờ. Nó lại là hình ghép 4. Thì thầy cô sẽ vẽ một cái hình bằng đúng 4 cái hình này. Thì cô vẽ một cái hình vuông thôi. Chèn lên. Thì cách vẽ hình vuông thì cô nhân luôn cái hình này được. Công chuẩn D. Nhưng mà xóa bỏ cái hiệu ứng này đi. Thì chính là cái hình này cho nó màu khác đi. Cho nó màu thôi. Vẽ cho nó thầy cô dễ nhìn. Vẽ thêm một cái hình vuông nữa. Chèn kích lên đây. Lúc nãy cái kích thước của nó là 1:1, bây giờ thầy cô để là 2:2, đấy 2:2 rồi. Được chưa thầy cô? Thì cái hình này nó sẽ là màu khác đi. Vì lúc nãy là màu cam thì ta sẽ cho nó một cái màu xanh này chẳng hạn. Thì đây là một hình. Được chưa thầy cô? Sau đó mình cho hình này xuất hiện. Đây, nếu mà vẽ lên thì nó sẽ nó chèn mất thì bây giờ ta phải cho nó hiệu ứng xuất hiện. Cái hình này xuất hiện sau những cái nhấn mạnh này. Thì thầy cô sẽ vào animation, thầy cô chọn check well này. Đó. Xong. Vậy hình này xong rồi. Ta lại nhân cái hình này ra tiếp. Nhân hình này. Copy nó ra, ta đặt vào đây. Ta lại cho cái này là một cái màu khác. Thầy cô cho nó là một cái màu nhớ là cho màu khác thì thôi. Thầy cô cho nó một cái màu format màu khác để cho nó dễ phân biệt thôi. Thầy cô cho này là một cái màu xanh này chẳng hạn.
Đây. Đấy thì cái cô chiếu này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thế đó. Hình số 10 là hình này. Hình số 11 là hình này. Tương tự như thế thì thầy cô sẽ làm hình số 12. Thầy cô chỉ việc nhân đôi ra thôi. Bấm phím Ctrl D. Đặt đây cho ông dưới. Đấy, lại nhớ cho màu khác thôi, màu khác để cho nó hiển thị khác. À, một cái hình màu trắng này được. 13. À, 9 cộng với 3 là 12. Xong lại làm thêm một cái hình nữa. Hình này nó cho nó một cái màu khác đi. Khác nữa, ví dụ như nó là một cái màu xanh này nhỉ. Và hình cuối cùng là hình to. Thì đây cô sẽ chiếu này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Xong rồi hình 10 là hình ghép 4 này. Xong hình 11 là ghép như này. 12 13 và cuối cùng là hình to đùng. Là hình 14 thì cô lại chèn một hình to nữa ở ngoài. Nó có kích thước là 44. Đây, à, kích thước là 33 chứ không phải 44, xin lỗi. Vì có 3 hình vuông mà. Đó, thì cái hình vuông ngoài này, để cô cho một cái màu khác đi. Đó là một cái màu, à, tùy thì cô hơi để màu, màu này chẳng hạn. Và cái hình này nó chưa có hiệu ứng cho nó. Thì thầy cô sẽ tạo hiệu ứng là hiệu ứng checkwell đi chẳng hạn. Đó. Xong. Đặc biệt thì nó sẽ có bài toán đếm hình như này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thế sau đó hình số 10 là ghép 4 hình này. Thì ta có, đây là hình số 10. Hình số 11 thì lại ghép tiếp. Hình số 12 lại ghép tiếp. Hình số 13 lại ghép tiếp. Hình số 14. Rồi. À, cho thầy hỏi là thầy cô đã rõ về ý tưởng chưa? Thầy cô đã rõ về cách làm chưa? Dạ rồi thầy ạ. Đấy nhá, thế bây giờ trong trường hợp này thầy cô muốn, giả sử thầy cô muốn là cái hình nó làm xong thì nó biến mất đi. Thì ta đếm từ hình số 9 này, à, số 10 này, 9 hình đầu giữ nguyên nhé. Xong 11, 12, 13, 14 này. Thì nó làm xong nó biến mất. Thì thầy cô chỉ việc chọn vào hiệu ứng số 10. Sau đây cô add animation. Chọn add biến mất thế thôi. Ví dụ như là nó sẽ biến mất luôn. Xem nó biến mất kiểu gì. Fake zoom. Đấy, nó sẽ biến mất như vậy. Thì ta đưa lên ngay sau cái hình số 10. Thầy cô đã hiểu chỗ này không? Thầy cô hiểu ý tưởng chỗ này không ạ? Ta chọn vào cái hình số 10, cái hình số 12 này, ta lại cho nó biến mất bằng cách là add animation. Chọn zoom này được. Chọn more exit này, chọn zoom. Nó biến mất. Ta lại đưa lên sau cái hình 12 để hình 12 biến mất. Tương tự hình 13 ta chọn vào cái 13 này. Thầy cô chọn luôn ở bên hiệu ứng thì cho dễ làm nhé. Bên này thì cũng được thôi, không sao cả. Bên này thì nó sẽ là hình này. Đấy. Thì thầy cô sẽ vào add này. Thầy cô cũng làm hiệu ứng biến mất. Zoom này. Ok. À, cuối cùng hình 14 là hình 13. À, cái ta phải đưa lên sau hình này. Cái này. Add cho biến mất. Fade luôn. À, cuối cùng là hình to này. À, cái này đưa lên. Hình to đặt đây. Hình to xuất hiện. Xong thì hình to cũng biến mất luôn. Thì click vào hình to này. Add animation. Fix. Ok. Nào, bây giờ thì cô chiếu nó sẽ như này này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 là cái hình này. Xong rồi cô kích chuột nó biến mất.
xong 11 là bốn cái hình này, cái chuẩn viễn vật. Đấy, 12 là ghép từ bốn hình này. Đó, cái chuẩn viễn vật. 13 là hình này, cái chuẩn viễn vật. 14 là hình to đồng này. Đó. Nào, cho thầy hỏi, thì cô đã hiểu cái cách làm chưa ạ? Hình như có vẻ hơi hồi hộp nhỉ. Hello. À, phần này tập trung cao quá. Nào, thầy cô cho thầy hỏi, thầy cô đã hiểu ý tưởng chưa? Cô Nhung ơi. Em đây ạ. Hồi hộp thế nào, thấy mọi người ngồi im thế như nín thở ấy. Thế anh ngồi để quan sát thầy làm, phải tập trung vào thầy à, ạ. Nhưng mà thầy cô, bây giờ em nhưng mà thầy cô đã thấy dễ chưa? Rồi ạ, tôi hiểu ý tưởng rồi, bây giờ đang thực hành thầy ạ. Thầy cho chúng em thời gian thực hành nhé. Rồi, thầy Thành sẽ gửi luôn cái bài, gửi cái ảnh đấy cho thầy cô nhé. Dạ. Đây, em đang làm được giống thầy đấy. Rồi, gửi lại cái này. Đấy, thầy cô tải cái đấy về, nó có cái bài nãy luôn rồi. Xong thầy cô sẽ thực hành đi. Như vậy có thể nói là với cái công cụ mà thầy Thành trang bị cho thì những cái phần trong hình trong trong toán tiểu học ấy, thầy cô muốn làm cái gì được. Các cái bài về hình thang, hình tam giác, xuất hiện đường cao, chiều cao, các thứ như nào thì cô làm được hết.